Từ đầu tháng 10 đến nay, ở tại huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái thì xuất hiện một loại sâu xanh ăn lá của cây bồ đề và phát triển với tốc độ rất nhanh. Hậu quả là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì hàng chục hecta cây bồ đề tại các xã như là Quang Minh, An Bình, Châu Quế Thượng đều đã bị tan phá. Và nghiêm trọng hơn là ở tại xã Lâm Giang thì 80% diện tích cây đã bị sâu ăn lá ăn hết, khiến người dân nơi đây đứng trước tình cảnh trắng tay. Cả tháng qua, gia đình anh Bàn Văn Túc ở thôn 9, xã Lâm Giang đứng ngồi không yên khi mà hơn 3 hecta cây bồ đề của gia đình sắp được thu hoạch nhưng lại đang tàn lụi từng ngày do sâu ăn lá. Đặc biệt vào những ngày đông lạnh giá, sương muối xuống sẽ khiến cây bị chết nhiều. Cái bồ đề của tôi thì cũng nhiều đấy, tầm 3 hết. Nhưng mà 3 đám cơ. Cái đám này là chỗ khác thì nó hết lá rồi. Mà mấy cái đám này bị sâu nó phun hai lần rồi đấy mà cứ không lại được. Một trường hợp khác tại xã này là anh Đặng Văn Bình, thôn 8, xã Lâm Giang cũng gặp cảnh tương tự khi mà 4 hecta bồ đề 2 năm tuổi cũng đang bị sâu ăn hết lá và ngọn. Ngay từ khi mới phát hiện, gia đình đã mua thuốc trừ sâu về phun và phát quang gốc cây. Tuy sâu dễ chết sau phun thuốc, nhưng vì vòng đời ngắn, tốc độ sinh sản nhanh, không gian ở phức tạp nên phun xong chỉ 3 đến 5 ngày, sâu lại phát triển trở lại. Việc phun chủ yếu cũng phải dùng bình có gắn động cơ máy nổ, máy rửa xe thì áp suất mới đủ mạnh phun tới. Chi phí đầu tư phun cũng khá cao. Cái sâu bồ đề này nó ăn là tốc độ nó rất là nhanh và chỉ trong 1 đến 2 ngày mà phát hiện không kịp thời để phun là nó ăn hết lá ngay. Mình phun kịp thời thì nó còn đỡ một tí, chỉ trong khoảng một vài ngày nó lại bắt đầu nó lại nở các lứa khác nó lại lên. Nếu mà phun đi phun lại như thế thì nó cũng rất là vất vả mà không biết cái hiệu quả nó có được không. Hiện toàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã có trên 150 trong tổng số 250 hecta cây bồ đề bị sâu ăn hết lá. Một số diện tích cây đã chuyển sang khô chết. Chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục cùng bà con nhân dân tiến hành nhiều biện pháp phòng trừ như phát quang, phun thuốc, diệt thủ công. Cái chu kỳ của cái con sâu này nó rất là ngắn. Nó chỉ tầm 20-25 ngày thì nó lại nở ra một đợt. Đấy, thế và khi nó đã nở thì nó lại rất cái số lượng rất là lớn. Thế và nó trên diện rộng. Và cái thứ hai nữa là khó khăn ở cái chỗ là cái bồ đề mà từ 3 tuổi trở lên là rất là cao. Đấy, thế nên nếu như mà bây giờ không có bình xăng thì máy xăng thì không thể phun được. Nên và cái thứ ba nữa là cái việc mà chi phí cho nhân dân cái việc phun ấy là rất tốn kém, nó cũng phải tầm từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu là tùy theo. Nếu như cái sâu bồ đề này mà không được phòng trừ kịp thời mà khi nó ăn hết lá mà đặc biệt nó ăn đến đợt 2 mà lại gặp vào cái thời tiết này thì sẽ cây bồ đề khả năng sẽ bị chết. Xăng nó tức là nó sẽ không phát nổ được, nó không có lá thì sẽ bị chết, thì ảnh hưởng đến cái việc mà kinh tế của nhân dân. Thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục thuận lợi để sâu ăn cây bồ đề phát triển. Vì vậy, nếu không có những biện pháp hữu hiệu để phòng trừ loài sâu này, thì số diện tích cây ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ bị thiệt hại do sâu ăn sẽ tiếp tục tăng lên.